Với video này, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh đi tham quan một số những cái tác phẩm được bày bán ở khu vực thương mại triển lãm cây cảnh nghệ thuật Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Đến đây tôi tiếp xúc với tác phẩm đầu tiên mà được bày ở khu thương mại đây, đó là từ tác phẩm sung. Tôi giới thiệu với các bạn bóng dáng tổng thể của một cây sung đẹp như thế này. Đây, chú Sinh nhá, anh Sinh này, chụp luôn quả Nam Điền dễ buông của em nhé. Tí nữa nhá. Tí nữa xong cây sung này đến nhá. Vâng, với tác phẩm sung này tôi cũng nói luôn với các bạn là đây là một cây sung của chị Hoa. Chúng ta vẫn gọi là vừa nhà vườn Tân Hoa ở thành phố Thanh Hóa. Vâng, một tác phẩm sung dáng siêu, rất đẹp. Nhà vườn Tân Hoa ở thành phố Thanh Hóa là ở nhà thi đấu của tỉnh. Dịp tháng 9 năm ngoái tôi đã vào làm những cái video chia sẻ vườn cảnh Tân Hoa. Trong đó có những cái tác phẩm rất là đẹp. Nếu các bạn đã xem thì chúng ta được thưởng thức. Với tác phẩm sung này tôi cũng muốn là chị Hoa có một cái ý kiến là nếu mà giao dịch thì giá là bao nhiêu. Thì chị sẽ giao dịch ở cái tác phẩm sung như thế này. Và bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến của chị Hoa báo giá với tác phẩm sung này. Dạ, 120 triệu cây sung này. Vâng đấy, chị Hoa vừa nói là 120 triệu, vâng. Tôi muốn đưa hình ảnh của chị Hoa lên nhưng mà chị cứ cầm ô, chị chạy ngược, chị xuôi, chị bảo thôi, em nói là được rồi. Chúng ta đón nhận một tác phẩm sung giá 120 triệu để các bạn chúng ta giao lưu với nhà vườn Tân Hoa. Em Hoa ơi, em phải đọc số điện thoại cho người ta chứ. Dạ, số điện thoại là 0919084136. Vâng, đấy, chúng ta vừa nghe số điện thoại của nhà vườn Tân Hoa. Nhưng mà đến bây giờ em chưa đeo thẻ ở đây. Số điện thoại đây. À, số điện thoại đây rồi à? Thế để anh chụp đây. 0919084136. Vâng. Con nói chuyện với anh Thanh này. Đây là số điện thoại. Con nói chuyện với anh Thanh này. Chúng ta đi phía đối diện để nhìn cái quan sát cái bệ của cái tác phẩm sung rất đẹp như vậy. À đúng rồi, quả rất nhiều bởi vì các cái dâu mà những cái cuống quả những cái kỳ trước vẫn còn. Và một loạt sung con đã đang tiếp tục ra. Vâng, đây là phía ngược lại của bóng dáng cây sung báo giá 120 triệu. Bên cạnh đó tôi thấy nhà vườn Tân Hoa còn có tác phẩm một cây nguyệt quế mà rất là già như thế này. Và chúng ta cũng muốn nghe xem chị Hoa là báo giá với cái tác phẩm Nguyệt Quế này giao lưu với giá bao nhiêu. Bao nhiêu tiền chị? 60 triệu. Vâng. Thế hôm nay nhà vườn Tân Hoa mang ra đây có nhiều tác phẩm trong khu thương mại không? Tức là đây mới có một vài cây mang lên trước à? Thế tới đây là chở ra tiếp à? Thế thì để lúc nào có nhiều tác phẩm và phong phú nhiều chủng loại tôi lại đến tôi chia sẻ. Thế thì bây giờ mới có cây sung này, cây nguyệt quế này, còn cây nào nữa? Chưa bày lên à? Được rồi, cái lúc nào bày lên này đến làm tiếp nhá. Rồi rồi. Vâng, đây là nguyệt quế được báo giá 60 triệu.
Và đây là gian hàng của nhà vườn Tân Hoa, thành phố Thanh Hóa, mang ra đây để giao lưu. Đây là những cái tác phẩm của khu vực thương mại. Quá đẹp cây hoa giấy này. Anh ai cho anh làm cười kỳ công thế cả. Làm kỳ công quá. Cây hoa giấy này bao nhiêu tiền em ơi? Anh ơi, cây đó 28 triệu. 28 triệu cây hoa giấy này. Cây nguyệt quế này. Nguyệt quế đấy là 18 triệu. 18 triệu nguyệt quế này. Anh cũng muốn hỏi em một số những cái báo giá những cái cây tầm trung rất đẹp như thế này để cho anh em người ta tham khảo. Đến với nhà vườn Tân Hoa đang trưng bày khu thương mại thì đi thẳng cổng chính của nhà thi đấu Thanh Hóa, nơi diễn ra triển lãm. Các bạn đi thẳng vào cây thương mại của nhà vườn Hoa Tân ở ngay bên trái. Đến đây tôi thấy chúng ta đang thưởng thức một cái tác phẩm tùng La Hán Giáng Siêu rất hay. Và với cái cây tùng này giá bao nhiêu nhỉ anh Tân này? Cương anh 18 triệu. Vâng, nó là tùng kim cương mà. 18 triệu cái tùng kim cương. Chị xin một quả thôi chị ạ. Vâng. Nhưng mà ông phải đứng ở bên cạnh cái cây nữa và nhờ người ta chụp cho cái nó mới hay này. Vâng vâng, đoạn tí tôi chụp vậy ạ. Tôi vừa mua cây sung đằng kia rồi. Mua chưa? Mua rồi. Mấy củ? 20 triệu. 20 cây triệu cây sung Huyền Chi Đảo Địa. Anh này anh vừa chụp ảnh với tôi bắt tay nhau rồi. Anh em phải chơi mấy cây mini thế này. Vâng, cây sung đó cũng ở trong cái cuốn video này. 20 triệu. Mai người ta trở về tận Ba Vì cho tôi. Như cái cây sung đang đeo quả này tầm nhỏ này, 1,5 triệu à? Vâng. Nói chung những cái tác phẩm tùng mà tầm trung ở vườn cảnh Tân Hoa này tôi thấy là bóng dáng là rất đẹp, với những cái thân tùng côn và bệ như là bệ xanh rất hay. Ví dụ như cái cây tùng trước ống kính này thì chị báo giá bao nhiêu? 75 triệu. Vâng, chúng ta vừa nghe chị nói là 75 triệu. Kể đây chị có rất nhiều những cái sung nhỏ nhỏ mà đeo quả hay quá nhỉ. Chỉ có khoảng 1,5 triệu một cây, nó hay. Tôi vừa mua cây kia 20 triệu thì bằng 10 cây này, 13 cây này. Cây nó sai quả lắm, từ cái gốc sai đến ngọn luôn.
cây. À, tôi muốn chị chia sẻ lấy một cây xanh nữa. Cây xanh này cho nó đủ chủng loại. Đây cây xanh hình như chỉ có mỗi mấy cây này đúng không? Đây này, ví dụ như cây xanh này giá bao nhiêu? Vâng. 4 triệu rưỡi cây này. Và cây này chị? 5 triệu. Vâng, chúng tôi cũng tham khảo cả cái xanh này để cho các bạn chúng ta đều biết được. Tí nữa tôi sẽ lấy số điện thoại của vườn cảnh Tân Hoa tôi đưa trên màn hình này của cái video này, để các bạn ở xa có thể điện trước đến, hoặc là ngày kia mới khai mạc triển lãm, chúng ta đến đây với gian hàng thương mại của nhà vườn Tân Hoa, và với những cái tác phẩm được trưng bày thương mại ở đây, các bạn yêu thích có thể giao lưu. Đây là cây me, những cái tác phẩm bonsai mini rất nhỏ nhắn. Cây là cây shizo. Cây shizo. Vâng. Cây shizo. Như cây shizo này giá bao nhiêu chị? 25 triệu cây shizo này. Có quả rồi đấy. Vâng. Với bóng dáng của cây shizo, tôi xin dừng hình video tại đây để chuyển sang những video tiếp theo, tiếp tục chia sẻ với các bạn. Vâng.